Xin chào các bạn đến với chương trình Duy Nguyễn Kim Phổ Ngoại Truyện. Ngày hôm nay thì tiếp tục Duy Nguyễn sẽ phân tích với các bạn cái chủ đề về cơ cầu vai. Và trong cái chủ đề ngày hôm nay, Duy Nguyễn sẽ nói về cái thứ nhất á, là những cái đối tượng mà chúng ta cần phải cân nhắc khi tập cơ cầu vai. Và bỏ cơ cầu vai đi thì nó sẽ như thế nào? Và tiếp theo nữa đó là những động tác nào có thể thay thế được cơ cầu vai nếu mà chúng ta bỏ. Vậy thì cơ cầu vai là một nhóm cơ rất là hùng dũng người đàn ông, đúng không ạ? Đã nói từ trước nay rồi. Thì và bây giờ thời gian chúng ta quá bận rộn, hoặc là chúng ta là thuộc những cái đối tượng mà chúng ta không cần thiết phải tập cái cơ cầu vai này, thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ cái cơ cầu vai thông qua cái cách mà chúng ta không cần phải tập cái động tác stretch. Vậy thì những cái đối tượng nào sau đây chúng ta cần phải cân nhắc thật là kỹ lưỡng, cẩn thận khi chúng ta tập bài stretch? Thứ nhất đó là phụ nữ. Bây giờ phụ nữ mà giật cái cơ cầu vai đùng 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 lên, nhìn nó thô lắm, nhìn nó không đẹp đâu, thì sẽ khó có người yêu đấy nha các bạn. Và cái đối tượng thứ hai á, là có những người có vấn đề về khớp, về thần kinh tọa. Thì tại sao có vấn đề về khớp, về thần kinh tọa chúng ta lại không tập được bài stretch? Khi mà chúng ta tập stretch, chúng ta đứng, đúng không? Có vấn đề về thần kinh tọa mà đứng mà tập cái này thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Và những vấn đề về khớp cũng vậy nữa, chúng ta không cần phải chịu một khớp lực cao khi chúng ta tập bài này, nó mang cái độ rủi ro về sức khỏe của chúng ta. Và tiếp theo là những người già, người lớn tuổi. Mà người già, người lớn tuổi thì cũng cần phải đứng mà giật cơ cầu vai làm gì cả, để rồi sau đó mệt, để rồi sau đó mệt là chuyện nhỏ, nhưng để rồi sau đó bị chấn thương về xương khớp. Tiếp theo cái đối tượng này là Duy nè, người có cơ cầu vai to sẵn, tự nhiên biết sao kỳ, sinh ra thiên mạnh cơ cầu vai phát triển hơn những cơ khác, thì bạn có thể lột bỏ luôn bài stretch cũng được, bạn tập những bài khác nó vẫn đẹp. Còn nếu bạn thích tập stretch thì cơ cầu vai của bạn nó sẽ còn to và nó còn phát triển hơn nữa rất là nhiều. Rồi cái đối tượng cuối cùng á, là người bị béo phì. Đó, béo phì thì Duy nghĩ là trong cái giai đoạn này cũng không cần thiết phải tập cơ cầu vai, tại vì những cái bài tập cơ cầu vai khác nó ăn theo đã đủ rồi. Mà trong cái giai đoạn này, cái chiến lược quan trọng là các bạn cần phải giảm cân nha, cần phải giảm cân. Việc bỏ tập cơ cầu vai cũng không phải là một cái quyết định gì mà nó ghê gớm, mà nó liều lĩnh. Chúng ta phải hiểu rằng khi mà chúng ta bỏ tập cái động tác stretch là chúng ta không tác động đến cơ cầu vai một cách trực tiếp, nhưng mà chúng ta vẫn làm phát triển cơ cầu vai một cách gián tiếp thông qua những động tác sau đây. Thứ nhất là deadlift, thứ hai là row, và thứ ba là upright row. Cái bài tập đầu tiên á mà chỉ muốn phân tích đó là bài deadlift hoặc là Romanian deadlift. Cả hai bài này tác dụng đến cơ cầu vai gần như là như nhau. Thì cái thời điểm nào mà nó tác động đến cơ cầu vai ở cái bài tập này, đó là lúc bạn kết thúc động tác ở vị trí cao nhất, đúng không ạ? Bạn sẽ đứng thẳng, đứng gần như thẳng, và tay của bạn sẽ căng hết cỡ, đồng thời kéo cơ cầu vai của bạn cũng căng hết cỡ. Tại thời điểm này, cơ cầu vai của bạn kích thích tối đa và nó gần như nó muốn nổ tung. Thì bạn hãy cố gắng tận dụng cái khoảnh khắc đó. Nếu mà muốn tập phát triển cơ cầu vai thì cái lúc mà chúng ta lên deadlift đó, chúng ta phải nghĩ về cơ cầu vai một chút và chúng ta cố gắng căng và chúng ta chịu lại một khoảng thời gian tương đối lâu một chút, chứ không phải lâu quá. Rồi sau đó chúng ta hạ tạ xuống dần dần, thì những cái thời điểm mà Duy Nguyễn phân tích nãy giờ đó thì nó sẽ tác động lên cơ cầu vai rất là lớn. Mà chắc chắn á, khi mà chúng ta tập deadlift á, thì khối lượng tạ sẽ nặng hơn bài row rất là nhiều, và nặng hơn cái bài stretch luôn. Thì ở cái khối lượng tạ nặng như vậy mà ở tại vị trí cao như thế, bạn chịu một áp lực nó sẽ nhiều hơn so với bài stretch, nhưng mà nó không nhiều lần bằng bài stretch. Tất nhiên chỉ cần một lần hoặc hai lần trong một set deadlift như vậy là đủ để cho cơ cầu vai của bạn phát triển. Rồi cái động tác thứ hai đó là row, mà cụ thể là barbell row. Thì ở barbell row có nhiều cái tư thế người khác nhau, tùy thuộc vào cái góc của bạn gặp với sàn nó là bao nhiêu thì nó sẽ tác động đến cơ cầu vai nhiều hết. Mà cái góc mà muốn tác động đến cơ cầu vai nhiều á, thì cái góc thường thường nó khoảng chừng 70 đến 75 độ, tức là bạn đứng như đằng trời là 90 độ nè,
bằng đứng giờ là ngang không là không tính nè. Nè, nó lên như đây nè, 75 nè, là chính giữa cái đoạn này nè, là 75. Này 90 nó làm gì? Đúng không? 75 nè. Vị trí này hầu như vô cơ cầu bay rất ít. Lên đây là nó vô nhiều. Nó vô nhiều nhưng mà lên đây nó vô nhiều hơn. Tại sao là vị trí 75? Tại vì chúng ta đang tập row, mà khi tập row là chúng ta phát triển cơ lưng, thì chúng ta phải cân bằng cái lợi ích giữa cơ lưng và cơ cầu vai. Thì cái cách tập như vậy sẽ giúp cho bạn phát triển cơ cầu vai tốt. Nhưng mà để phát triển cơ cầu vai thông qua cái cơ chế row này thì bạn cũng phải chú ý cái lòng bàn tay bạn cầm thanh đòn nó phải tương đối nó rộng một chút xíu, chứ bạn cầm nó hẹp quá nó sẽ không đủ để phát triển cơ cầu vai nhiều. Do đó bạn sẽ thấy trong phòng gym có một số người ta đứng mà nó dốc như này, ta cầm cũng tương đối là nó thoải mái thôi, chứ nó không quá hẹp như vậy, nó không quá hẹp mà nó cũng không quá rộng. Thì lúc đó là cái cách đó thì nó ăn vô cầu vai tương đối nhiều ở cái bài tập row. Rồi bài tập thứ ba là bài upright row. Thì ở bài tập upright row này á, thì tranh cãi rất là nhiều. Người thì cho rằng bài tập này vô cầu vai, người thì cho là vô vai. Thì chúng ta cùng phân tích bài tập đây là bài tập vô cái gì. Thì ở bài tập upright row á, ở bài tập upright row thì có phải là người bạn đứng thẳng không? Mà đã nói người đứng thẳng thì vô lưng là không có rồi. Đúng không ạ? Người đứng thẳng không thể nào nói vô lưng. Người phải dậy mới vô lưng chứ, người thẳng bằng thì vô lưng gì? Đúng không? Có phải là upright row người bạn nó gốc nó cao vậy không? Còn đứng còn vô lưng thì nó phải xéo vậy nó mới vô lưng. Còn dậy sao vô lưng? Thì chúng ta xét tới đôi tay. Lúc này cái bài upright row tay bằng cong hay tay bằng thẳng? Nếu mà tại vị trí này tay bằng thẳng thì nó là tập cầu vai. Còn nếu mà tại vị trí này tay bạn nó có cong là nó không còn tập cầu vai nữa, mà nó chính là tập vai. Bài này rất là nhầm lẫn. Nhưng mà cũng không hẳn hoàn toàn vô vai. Tại vì tay của bạn không phải là cong từ đầu tới đuôi, nó vẫn có một cái đoạn từ thẳng qua cong. Hay nói khác, bài tập này nó rất là phức tạp. Nếu mà chúng ta nhận định cơ cầu vai hay cơ vai, khi mà chúng ta nhận định cái nào cũng đúng, nhưng mà cái đúng nhất là cơ vai nó nhiều hơn. Thì ở cái tỷ lệ vai hay cầu vai, Duy Nguyễn xin mạn phép đánh giá theo chủ nghĩa cá nhân là vô vai nó tầm 60% và nó vô cầu vai 40%. Tất nhiên nó còn tùy vào cách tập của bạn nữa. Đó. Thì cái video sau thì Duy Nguyễn sẽ khai thác cái chủ đề là cách tập bài upright row đó để vô vai. Mà cái phần vai chính nó tác động là gì? Là vai trước và vai sau. Cơ cầu vai là cơ phụ. Tất nhiên nó là cơ phụ nhưng nó vẫn tác động, nó vẫn vô cái cơ cầu vai. Do đó cái bài upright row nó vẫn vô một phần cầu vai. Do đó nếu mà bạn có tập upright row á thì bạn không có sợ là cơ cầu vai của bạn nó xấu. Một vấn đề tiếp theo á là khi chúng ta upright row á thì chúng ta nên chọn tạ barbell hay là chọn tạ dumbbell. Trả lời một cách dứt khoát, cuối cùng nên chọn tạ dumbbell. Có rất là nhiều lý do để chọn tạ dumbbell. Nếu bạn muốn có một cái cơ cầu vai đẹp và cơ vai đẹp thì hãy nên chọn tạ dumbbell. Và cái vấn đề này Duy sẽ phân tích trong một video khác. Còn nếu mà chúng ta chọn tạ barbell đó thì có thể là chúng ta khởi động, chúng ta có thể là làm nóng, chúng ta có thể tập superset hoặc là prop set thì là ok, cũng không hề tệ lắm. Vậy thì cái kết luận chung của vấn đề là khi mà chúng ta bỏ tập cái bài stretch thì nó có ba cái bài tập quan trọng như vậy. Nó hoàn toàn có thể mang lại cho bạn một cái cơ cầu vai đẹp. Nó hoàn toàn có thể mang đến cho bạn một cái cơ cầu vai đẹp. Và hơn nữa, trong triết lý chung của Duy Nguyễn Kim Phổ là mang đến cho các bạn một cái sức mạnh, một cái sự đồng đều về cơ bắp và một cái nét thẩm mỹ hài hòa. Thì bạn chỉ cần tập theo những bài trong Duy Nguyễn Kim Phổ là đã quá đẹp, quá đủ. Còn nếu mà ở cái cơ chế stretch bạn có thích thì bạn tập, bạn không thích thì bạn vẫn có thể bỏ qua. Nhất là bạn thuộc những cái đối tượng mà phần đầu video Duy Nguyễn đã trình bày là chúng ta phải thật sự cân nhắc khi chúng ta tập bài stretch. Và chủ đề ngày hôm nay sẽ được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo phân tích về những cái kỹ thuật khác nhau trong Duy Nguyễn Kim Phổ Ngoại Truyền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.